Alo. Trường Trung học cơ sở Chu Văn An thương chào các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn khoa học tự nhiên lớp 7. Chúng ta cần ôn lại một số lý thuyết. Thứ nhất là lý thuyết về ánh sáng và tia sáng. Các em quan sát màn hình. Ánh sáng được biểu diễn là một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng. Nó là một dạng năng lượng. Năng lượng ánh sáng có thể thu được bằng nhiều cách khác nhau. Các em quan sát. Nhìn vào cái hướng của mũi tên để chúng ta phân loại ba loại chùm sáng. Đây là chùm sáng song song, chùm sáng hội tụ. Ở chùm sáng hội tụ, thì các tia sáng lại hội tụ lại một điểm. Còn chùm sáng phân kỳ, thì các tia sáng lại từ một điểm hướng ra các phía khác nhau. Các em chú ý hướng của tia sáng để phân loại ba loại chùm sáng. Khái niệm vùng tối và vùng nửa tối các em học lại trong sách giáo khoa. Sự phản xạ ánh sáng, chúng ta có các khái niệm về thế nào là phản xạ ánh sáng, phản xạ khuếch tán. Các em hãy đứng soi gương và chiếu đèn vào mặt gương hoặc mặt phẳng nhẵn bóng. Cái hiện tượng ánh sáng nó hắt ngược trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn bóng hoặc là mặt nước phẳng lặng, thì người ta gọi nó là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Nếu như bề mặt đó nó gồ ghề thô ráp thì chúng ta có phản xạ khuếch tán. Và ở phản xạ khuếch tán thì không nhìn thấy ảnh rõ nét của vật. Để vẽ được tia phản xạ thì các em cần nhớ định luật phản xạ ánh sáng. Từ sự phản xạ ánh sáng, chúng ta có thể vẽ được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Và cách tốt nhất là chúng ta sẽ dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ. Một lát sang phòng bài tập, thầy sẽ hướng dẫn cái cách em vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. Các em quan sát màn hình và về học những phần này nhé. Về chủ đề sinh học, thì chúng ta cần nắm vai trò trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, học các khái niệm, các quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. Ở bài quang hợp và thực vật, các em cần nhớ phương trình quang hợp, học thuộc lòng phương trình quang hợp, một số ảnh hưởng đến quá trình quang hợp, vai trò của lá với chức năng quang hợp, ý nghĩa của việc trồng và bảo vệ cây xanh. Phần này các thầy cô đều đã cho em tài liệu ôn tập. Ở hô hấp tế bào thì các em cần học thuộc phương trình hô hấp tế bào và mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp phân giải các chất của cơ trong tế bào. Từ phương trình này chúng ta sẽ tìm biết được cường độ quá trình hô hấp tế bào bị ảnh hưởng bởi các yếu tố. Nhìn vô chất tham gia mình thấy nè, nó sẽ ảnh hưởng bởi nồng độ oxygen, hàm lượng nước sinh ra, nhiệt độ, nồng độ carbon dioxide sinh ra. Và chúng ta có mối quan hệ hai chiều giữa tổng hợp và phân giải chất của cơ trong tế bào dựa vào hai cái phản ứng này. Nước và carbon dioxide là những chất đơn giản, nó sẽ tổng hợp được chất hữu cơ phức tạp như glucose. Glucose là chất phức tạp, chất hữu cơ, nó sẽ tổng hợp được, phân giải ra các chất đơn giản. Như vậy chúng ta thấy quá trình tổng hợp và phân giải chất hữu cơ trong tế bào là hai quá trình trái ngược
nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau, đảm bảo duy trì hoạt động sống của tế bào. Từ đó, từ các yếu tố ảnh hưởng đến cường độ của quá trình hô hấp, mình sẽ đưa ra các biện pháp dùng để bảo quản lương thực thực phẩm. Ở phần trao đổi khí ở sinh vật, thì các em cần nắm trao đổi khí ở thực vật và trao đổi khí động vật là gì? Những phần này các bạn nhớ học bài kỹ để làm bài kiểm tra. Phần luyện tập và câu hỏi vận dụng. Câu thứ nhất, để vẽ ảnh A'B phải của vật AB tại bề gương phẳng, thì chúng ta sẽ vẽ hai cái điểm A phẩy và B phẩy. Điểm A phẩy là điểm đối xứng của điểm A qua gương, điểm B phẩy là điểm đối xứng của B qua gương. Các em theo dõi bài giảng của các thầy cô trên lớp ha. Chúng ta sẽ vẽ đối xứng qua. Sau đó chúng ta nối điểm A phẩy B phẩy lại, thì sẽ được ảnh A phẩy B phẩy. Và nhớ, ảnh là ảo, cho nên chúng ta sẽ vẽ bằng đường nét chấm gạch. Cái đường đối xứng cũng là ảo, cho nên chúng ta cũng phải vẽ chấm gạch. Câu B, cho biết điểm B cách gương 5cm, hỏi ảnh của điểm B cách điểm B bao nhiêu? Ảnh của điểm B là B phẩy. Theo tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng, khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương phẳng. Như vậy, khoảng cách từ B phải cho tới gương bằng khoảng cách từ B cho tới gương. Mà B nó cách gương 5cm, vậy B phải nó cũng sẽ cách gương 5cm. Vậy các em có suy nghĩ được thì từ B tới B phải là cách bao nhiêu cm không? Các em ghi các lời giải ra và trình bày nhé. Nhớ theo dõi bài giảng trên lớp của các thầy cô. Câu thứ hai, cho hình vẽ, hãy vẽ tia sáng phản xạ. Đây là tia sáng SI. Tia phản xạ thì chúng ta phải xem lại định luật phản xạ ánh sáng. Tia sáng phản xạ nằm trong mặt phẳng tới, góc phản xạ bằng góc tới, y phẩy bằng y. Mặt phẳng tới là cái mặt phẳng này. Vậy cái tia phản xạ cũng nằm trong cái mặt phẳng này luôn. Chúng ta sẽ vẽ tiếp một tia phản xạ lên đây. Tia SI và tia IR. Chúng ta sẽ vẽ pháp tuyến IN vuông góc xuống đây trước. Sau đó vẽ cái góc phản xạ bằng cái góc tới. Các em chú ý theo dõi bài giảng ở trên lớp của các thầy cô để điền vào các bài tập thích hợp. Câu số 3, tương tự như câu số 1, chúng ta sẽ lấy điểm B phẩy đối xứng qua gương đối với điểm B, điểm A phẩy đối xứng qua gương. Nối hai điểm A phẩy B phẩy thì sẽ được ảnh của mũi tên AB gương phẳng. Mũi tên AB dài 10cm, hỏi ảnh của mũi tên AB dài bao nhiêu và giải thích. Chúng ta sẽ dựa vào tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng có độ lớn bằng vật. Nhớ giải thích là nó có độ lớn bằng vật thì em sẽ có câu trả lời nha. Mũi tên AB đặt cách gương phẳng 17cm, hỏi đưa mũi tên lại gần gương thêm 3cm, thì ảnh của nó cách gương bao nhiêu? Ban đầu mũi tên này đặt cách 17cm, đưa lại gần thêm 3cm. Như vậy chúng ta sẽ lấy 17 trừ 3, bởi vì nó được rút ngắn lại, nó gần cái gương hơn thì phải làm theo tính trừ. 17 trừ 3 sẽ ra 14cm. Đó là khoảng cách từ cái mũi tên tới cái gương. Mà theo
tính chất của ảnh tạo bởi gương. Khoảng cách từ ảnh đến gương phẳng bằng khoảng cách từ vật đến gương phẳng. Vậy em hãy suy nghĩ và cho biết. Vậy thì ảnh của nó lúc này sẽ cách gương bao nhiêu? À, lúc nãy mình biết là ảnh của cái vật AB tới cái gương. Sau khi đưa gần gương 3 cm là nó còn 14 cm. Vậy ảnh của nó cũng cách gương bao nhiêu? Cũng là 14 cm thôi. Hỏi đưa mũi tên ra xa gương thêm 3 cm thì ảnh của nó cách gương bao nhiêu? Câu này các em tự suy nghĩ và làm nhé. Suy nghĩ tương tự như cái câu hỏi ở trên. Vẽ tia phản xạ trong hình sau. Phần này chúng ta áp dụng tính chất định luật phản xạ ánh sáng, nó giống cái câu 2 này. Các em theo dõi bài giải trên bảng của các thầy cô. Lên lớp vẫn phải tập trung theo dõi bài. Câu 5. Vì sao trước khi gieo hạt, người ta thường ngâm hạt trong nước ấm khoảng 40 độ C? Ngâm hạt trong nước ấm để làm tăng nhiệt độ và độ ẩm. Nhờ đó làm tăng tốc độ hô hấp tế bào, kích thích hạt nảy mầm nhanh hơn và tỷ lệ nảy mầm cao hơn. Câu số 6. Vì sao cần xây dựng các công viên cây xanh trong các khu đô thị, khu công nghiệp? Các em biết là ở các khu này thì khí thải nhà máy đã rất nhiều, và chủ yếu của khí thải nhà máy là khí carbon dioxide CO2. Vậy chúng ta sẽ trả lời như thế này. Quang hợp của cây xanh giúp hấp thụ carbon dioxide, cung cấp khí oxygen và giữ lại các chất khí, bụi, các chất độc hại. Cây xanh còn có tác dụng hạn chế tiếng ồn, nhất là khu vực nội thành. Câu 7. Khi trồng cây trong phòng ngủ, vì sao cần phải để phòng ngủ được thông thoáng vào ban đêm? Ban đêm, cây hô hấp mạnh, nên lấy oxygen và thải carbon dioxide. Nếu phòng ngủ không được thông thoáng, sẽ cản trở quá trình trao đổi khí, dẫn đến lượng oxygen trong phòng giảm và lượng carbon dioxide tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến quá trình hô hấp ở người có nguy cơ tử vong. Do đó, cần để phòng ngủ thông thoáng để đảm bảo quá trình hô hấp của người diễn ra bình thường. Thầy chúc các em ôn tập tốt.